Dạ bà con ấy, hiện tại bữa nay thì cũng từ đó giờ cũng chưa có lâu lắm mà không có lên cái clip mà cái chỗ liệt ương giống ốc cho bà con ấy. Thì bữa hôm nay thì cũng quay lại cho bà con coi thì hiện tại giờ thì cũng ương trong cái nhà này như bà con hiện giờ cũng có ông khách đó đặt thì cũng khoảng năm 550 ngàn con á, thì cũng ốc rồi cũng bị giao rồi. Như cái thứ nhất, cái thứ hai nó thì liệt nói là về cái vấn đề là ốc là hiện tại là liệt giao đó cho bà con, đó là giá cả là ví dụ hiện giờ 300 đồng con đó, tức là liệt giao đó, ốc đó là ốc bu mà đích bằng mình đó với ốc bu nghệ đó, lúc đó liệt có lai tạo đấy thì nó ra cái con đó là nó luôn mau lớn ha, mà bán cũng có giá hơn nữa. Thì thường bà con đấy đi mình lại mình bán ốc mà con nào bự con lựa loại bự không thì bán có giá rồi, còn nó thì vô ốc đích nhọn với mà ốc bu mà hồi xưa mình nó bu đá đó là bán là không có giá, mà con nó rẻ hơn tầm 10 ngàn ký tại liệt cũng có bán nữa. Thì giờ bữa nay liệt phân tách cái trứng đó cho bà con coi, vì cái ốc của liệt đây nè nó khác hơn cái mấy cái các loại trứng mà ốc kia bà con thấy không nè, nó rất to nha bà con ha. Bà con lấy là liệt làm mấy làng đầm đâu có mà làm ăn rõ ràng, mà coi nhìn không có ổ nào mà nhỏ hết, bởi vì liệt giao cho bà con như vậy đó. Ốc nào thì liệt nói ốc ốc nào là nữa bà con nuôi đi ra ra ốc nấy, chứ không bao giờ mà lộn. Mà như thật cái vụ con ốc nhỏ là nó đẻ ổ nhỏ à, nó không có đẻ ổ bự đâu, thì liệt lựa là toàn là bự hết, không liệt ổ bự không bà con thấy không. Hiện tại cái khu này cũng đang xám xám gì rồi, còn khu ngoài nó thì chuyến này cũng khoảng cái triệu ngàn à, cái triệu ngàn con nha bà con, thì giao cho khách hàng đó bà con, đặt thấy cũng có số bà con cũng tin tưởng đó. Nhưng mà Liệt cũng đổ rồi, các khách hàng khác thành công dữ lắm rồi, ốc bự không nè, giao bà con có ốc bự không chứ. Chính bà con nó khác hơn của người ta. Ốc kia chút xíu là ốc này chính nó to lắm, nó to là đỡ cái con bự nè. Bà con thấy ổ này bự dữ lắm. Ổ này cậu mấy trăm hột mà hột bự bự, hột to, nó hột nó gầy ha. Còn ốc kia hột nhuyễn nhừ rồi, nó khích khích nó nhuyễn nhừ rồi nha, còn cái này thì nó gơi ra, nó gời ra trứng này nữa đỡ nở gắt đạt. Bà con nghĩ đi, con ốc đẻ trứng lớn rồi nữa con ốc lớn, lẽ con ốc nhỏ mà đẻ được trứng lớn dễ gì, con bự nó đẻ mới được trứng bự. Như thường lai tạo ra rồi là nó cái con nó mau lớn lắm, ốc bu nghệ với ốc bu bằng hết nhau nó mau lớn lắm. Mà thịt cũng lấy nó bán lại bán từ đó giờ gọi giá cao không à, không có chứ không phải là ốc miên nhưng mà con liệt ấy, lúc đó là đi bắt ở ngoài, lúc đó có liệt nhớ có mua 800 đồng con ốc phụ nghệ rồi là rồi để vô cho nó đạt á, lai tạo ra nha, cái này xám rồi nhưng mà con thấy không xám lắm trơn, nó cũng một lọt chứ đâu có thấy đâu. Của liệt là đều lắm chứ không phải là, bởi vì giao cho bà con rất đều rồi, còn sao bà con nuôi á, đặt cái vụ bà con nuôi đi nhớ nha, bà con đặt cái vụ sao mà liệt giao đều mà tới tiền thả không đều không phải lỗi mà ốc của liệt đâu, tức là cái nguồn nước á, đặt cái vụ nước của bà con ra vô kế kinh đó ha, như của anh Dương đó, là nó đều mà nó mau lớn nữa, rồi còn nguồn nước mình hơi xa cái là nó hơi chậm lớn lên nha bà con, chứ không phải mà chỗ nào mà nó cũng một giao của một giống mà nó lớn một lọt nha bà con, nhớ cái điều đó với cái bèo của mình á. Cô bà con coi điều văn chứ đâu có đâu này ha, liệt làm đâu ra đó nói sao thì là như vậy à. Con thấy không bao giờ mà để mà khoa trứng ốc này ốc kia bán đâu, mình làm ăn làm cái nghề mà làm nghề mình giao mình nói sao là vì tại bà con bỏ ra cái số tiền mua rồi mà, con thấy không nó khác. Cái này là chánh tâm buôn nghệ luôn nè, ổ này liệt sẽ biết con này là chánh tâm buôn nghệ nè, một con trứng nè. Cái này em giao cho cái lô này hiện tại là em giao cho cái anh 550 ngàn, đó là ở ở mà 14 ngàn đó nha bà con nè. Thì sẵn nay quay cho anh coi luôn nè, trứng nè, không có làm tầm bậy tầm bạ đâu, trứng này cái lô này là trứng này là ngon lành luôn nè. Không có gì hết, chỗ nào cũng khó chứ, chỗ nào cũng không phải nó mà đẩy thùng không, cái này cũng khách, cái khách tiếp tục nữa nhiều con,
cách này đặt 29 dao nè con, kiếm có liệt làm mà đâu đó là ok hết. Con coi không bao giờ việc làm nó trứng nào ốc nào là ra ốc nấy nha bà con, chứ không có làm mà để mà trộn hóa pha gì dứt khoát, làm nghề mà làm gì đâu có được. Thì bà con quay trứng bà con coi là gì, là bà con biết là hết khu này trứng này được ốc nhiều lắm, có cả triệu ngàn đó, tại vì anh kia kia có ngăn một không 550 ngàn thôi. Như ra đây cũng bữa hai mấy này để cũng ra đây trứng bành bành thôi. Cua liệt làm là rất đều bà con, nó gì gì bởi vì dao ốc thì bà con đều lắm nè, con thấy không, rất đều luôn. Cầm một lọt thôi nha bà con, vậy đó là nở bởi vì dao ốc nó mạnh lắm bà con, chứ còn nở sập sồi gì là nó nở là bà con thả đi, nó yếu dữ lắm, nó không mạnh đâu. Tại vì nuôi gà gì, nếu mà bài gà nào bà con nở gộ hay bà con nuôi dễ lắm, mà còn nở bữa nay con mới con là nuôi nuôi nó khó lắm. Như nè, cái này nó mới gà nha bà con, mới vừa nở xong nha bà con, là ốc này hiện tại là ngày mai liệt giao cho cái anh ở bên Tiền Giang rồi đó, chứ không có để lâu nữa. Này mới vừa xong bà con thấy nó đeo nè, ốc liệt rất khỏe nha bà con, nè, nó bóng vậy nè. Như bữa nay sẵn nhắc bà con luôn, đặt cái vụ liệt con này vô nghệ nha bà con, con này bu nghệ nè, nó vàng vàng. Cái này liệt nhắc thêm bà con, nó đặt ví dụ giờ liệt đọ lại đó, liệt đổ cho bà con. Nhắc bà con nhớ lưu ý cái này, như đặt ví dụ không dèo phải không? Mình đổ không dèo á là con ốc yêu cầu mà nó ra khỏi tàu lá chuối, nó không có con nào cho nằm trong tàu lá chuối nữa ha bà con. Là nó sống hết trơn, mà con nào nằm trên lầu lá chuối là ba bữa là nó chết nha bà con. Bà nhớ, nhậm khi bà con nói là nó ra hết trơn mà không thấy là tức là cái mương mình nó rộng quá. Nó đeo ra rồi mình không thấy đâu, nhưng mà nó sống là mới lội ra, mà chết thì nó nằm chỗ. Với cái thứ nhất, cái thứ hai nó phải con ốc con đó nha bà con thả vô trong dèo đi, nó nổi lên phình trên mà đen xì ha, là con ốc sống nha bà con, chứ không phải mà nổi lên mà chết nha, không phải. Nhưng mà nó đổi ngược lại, con ốc bự mà nó nổi là chết, nó chìm thì sống, mà con ốc nhỏ thì nổi là sống, mà nó chìm thì chết. Rồi, bà con nhớ lưu ý đó, hổng gầy cũng có số bà con nó ốc nổi mà chết, không có chết, ốc nổi là ốc sống, và ốc nổi nó liệt mừng dữ lắm, chứ mà còn chìm nằm tạo lá chuối là nguy hiểm lắm nha bà con. Thì chứ nhắc thêm bà con này, như liệt đổ lại giờ giao bà con giờ đổ lại là liệt bảo hành cho trong vòng một tuần, thì nổi trong vòng một tuần đó là nó chết hết á, là liệt sẽ đổ lại cho bà con hết trơn luôn, không có lấy ngàn nào hết trơn á ha. Nhưng mà nó có hao hụt trên tàu lá chuối chút đỉnh là liệt cũng có chịu hao cho bà con rồi, lúc nào cũng có chịu hao như 10.000 hoặc chịu hao 1.000 rồi đó. Thì rồi còn mà qua tuần, như tới chừng bà con nuôi một tuần đi, bảo hành tuần đi, bà con tới một tuần mà còn sống đi, cái tới hai tuần thứ hai đi, cái bà con mới điện liệt nó mất hết chân lố qua tuần thứ hai rồi bà con, mà người đó thường có liệt cho liệt thì cũng tội nghiệp liệt ha. Liệt có nhắc rồi là một tuần rồi, hoặc là có số bà con như tới 2 tuần 3 tuần, tới tháng, tới giáp tháng mới điện liệt, nó là giờ đâu mất tiêu hết trơn rồi, vậy kêu liệt để chịu nữa thì thay gì liệt lại là việc đổ liệt nuôi luôn rồi phải không, tại vì ra cái trách nhiệm liệt đó là một tuần đó, đó là cho bà con bảo quản rồi, rồi khâu đó sau đó nước nôi bà con làm đồ kiểm soát dùm liệt thì y những gì chỉ thì sẽ thành công thôi. Chứ nhầm khi lại liệt kêu thả nước ra nước vô mà bà con thấy nước ngoài sông đục quá vậy, cái không hỏi liệt cái cứ sảm bọng là 2-3 bữa đi không sao, rồi cuối cùng là rồi nó nguy hiểm rồi đó, là sẽ hao hụt là về phần bà con đó. Chứ bà con nhầm khi bà con gì đó thừa liệt thì cũng tội nghiệp cho liệt, lúc đó liệt đâu biết đâu, nước đục bà con chứ vô, trừ khi nước đục ở ngoài bơm cát rồi thôi, chứ còn cái mùa này là nước son nha bà con, nước vô đục rồi là bèo mình nó giải quyết, nó lọc nước chân à, không có sao chứ, bà con đừng sảm bọng lại. Nó kề là những gì người liệt nhắc cho bà con là nhớ cái phần đó, cái còn làm ăn liệt hứa làm sao là gì, liệt nó đổ lại là đổ lại, không có sao chứ, nhưng mà hết á, với điều kiện như lại đó đổ hết trơn là sẽ đổ, liệt sẽ đổ lại, mà còn á thì bà con kêu liệt đổ lại thì cũng thương nghiệp cho liệt chứ, lúc nào bị liệt biết không bao giờ hết đâu, nó trừ khi nếu mà nó hết là nằm tàu lá chuối, liệt biết nếu mà đổ là con nó chết là nó nằm tàu lá chuối hết, tại vì liệt đổ cái tàu lá chuối nguyên cho bà con biết nâng coi nó có hao hụt bao nhiêu gì đó, chứ còn hao hụt chút đỉnh thì cũng có mà chịu hao cho bà con rồi.
chứ còn con nào mà bò ra bãi tàu đó chú là bảo đảm với con bà con là sống là 100% đó. Trừ khi cái ao mình quá rộng mình đấu ít đó, thì kêu thấy nhiều thì không có nhiều đúng không con. Như thêm cái nhắc cái này nó con ốc này ha, nó nổi lên hết trơn mặt nước này, hiện giờ ốc này quay lên, ốc này hiện tại giờ nó nổi nè, nó ốc sống chứ đâu phải chết đâu bà con. Để nhầm khi ra ngoài ao cũng vậy, nó nổi lên gì nó sống nha bà con, mà chìm dưới đá là chết. Nó để nhầm khi bà con không biết có số bà con nó nổi chết trơn rồi, đâu có con ốc bự nó nổi mới chết nha bà con. Nè có liệt ra là bà con thấy ốc là nó đều gan vậy nè, nhưng mà bà con đổ xuống rồi cái nguồn nước tùy theo chỗ ra vô kế bên thoải mái hang bèo đàng hoàng là nó đều băng luôn hà, tới lớn luôn. Rồi còn là cái vụ mình ngủ nguồn nước mình nó hơi xa nó vô, nhưng mà vô ít á thì nó chậm hơn ta, nhưng đặt cái vụ người ta một tháng mấy ngày mà người ta tay út ha, tay cái mà mình một tháng mấy ngày mà mình nhỏ hơn tay út thì bằng đầu đũa là nó không có sao, chứ nó nhỏ hơn ta thôi, nó chậm lớn hơn, nhưng mà tới ngày tháng thì nó cũng bự lên thôi. Như người ta 4 tháng thì người ta bán hơn mình, thì khoảng 5 tháng là nó cũng lên bằng người ta thôi, nhưng nó hay chậm hơn tại cái nguồn nước, là vấn đề như vậy đó. Còn con ốc này á, là tức là hiện tại là sống, hiện giờ sống 100% luôn. Nó bóng gì nha, nhớ bà con nhớ mà ra cái mẻ ốc mà nó bóng giận gì mà nổi hết trơn lên này là ốc sẽ khỏe nha bà con. Mà nó rớt xuống dưới mà nó chìm ở dưới ha, nó chìm dưới nhóc hết trơn ha, là mẻ ốc đó là không có mạnh nha bà con nhớ. Còn liệt đi giao là vớt cái này hết là giao cho bà con này chứ đâu ấy. Này cái này cũng đang xuống nè bà con, cái này cũng đang xuống nè. Rồi hiện giờ thì cũng liệt giao cũng nói chung bà con là 300 đồng con, 10.000 ha. Thì cũng tới chỗ đổ cho bà con là chỉ kỹ thuật cho bà con làm tới chừng nào mà bà con nghĩ nó ốc thôi, nhưng mà với điều kiện bà con liệt trước khi liệt lại chỉ cho bà con á, là lại là liệt chỉ hết rồi đó. Ừ vậy nhất nước gì bèo nước ra nước vô ha, nước ra nước vô đừng có sảm bọng gì cho nước ra nước vô, trừ khi ngoài dòng ruộng đó người ta có thuốc ốc rồi thì mình sảm lại đỡ một bữa hai bữa thôi. Còn nhiều cứ ra vô đi rồi thả ra rồi nó đi đó, bà con cứ để nó đi, yêu cầu lâu lâu bà con thấy con là ốc là nó sẽ còn đó. Nó chứ còn mà nó chết là còn, nó nằm tàu lá chuối chứ nó ra hết là nó sống nha bà con, đừng băn khoăn. Rồi bèo có sâu thì bà con điện liệt liệt sẽ chỉ cho xịt sâu, hoặc là bèo vàng gì đó, hoặc là ốc nó có sự cố thì bà con cứ điện ha. Mà dưới còn nhầm khi mà điện không bắt máy, nhầm khi liệt đang đổ ốc dưới mương người lên không bắt máy, hoặc là bà con có số điện khoảng 1-2 giờ khuya đó, lúc đó liệt ngủ rồi liệt không có nghe, sáng liệt mới điện lại thông cảm nha, chứ liệt không phải mà bán ốc rồi mà để giết đuôi mà không bắt máy bà con đâu, không có đâu, dễ gì của người không có đổ ốc của liệt mà liệt cũng vẫn đi chỉ mà. Còn cái ấp trứng này nè, nói chung cho bà con ấp nó dễ lắm, ai ấp cũng được hết trơn, không có ai mà không phải nói mình đã liệt là ấp được, ai ấp cũng được hết trơn. Giờ đứa nít nó liệt lượng trứng vô thôi đó cũng vẫn được nữa, nhưng mà sau này mình đổ ốc á với bèo á nó có sự cố rồi hỏi mình giảo đáp được hay không, chứ còn cái ấp cái trứng nó dễ lắm chứ không có khó luôn nha bà con. Nó quan trọng nhất là cái kỹ thuật á, thì liệt nói nhất là cái kỹ thuật á, thì bà con đặt cái vụ sau này có mua ốc thì ăn thua cái kỹ thuật á là người ta thành công rồi, chứ còn hiện tại giờ liệt giao cho khách hàng liệt cũng thành công cũng nhiều lắm, Vinh Thon đồ tất cả rồi bà con nó nào cho quay á, thành công điện quay thì liệt mới quay, chứ người ta không cho liệt không có dám lại quay nha bà con. Thì cái clip này hiện tại giờ gì tới đây xin tạm dừng, chào con, hẹn gặp lại.